Hello em. Hôm nay các bạn đã xem clip chưa? Một clip lên server dài 47 phút với cả một cái clip đấu trường con đùi dài có 6 phút thôi. Hôm nay đăng một clip rất dài, một clip rất ngắn. Đấy, xong trong mấy ngày vừa rồi mình đăng clip thì mình nhận ra một điều, đó là nếu như mình đăng clip từ khoảng độ 5-6 giờ chiều đổ đi thì các bạn sẽ xem nhiều hơn là mình đăng clip từ 10-11 giờ sáng hay là 12 giờ trưa. Chào Huy nhá, hello anh em. Hôm nay là hết thật rồi các bạn ạ. Hôm nay là hết ác để livestream thật rồi. Nên là mà bật livestream lên chém gió các bạn một lúc thôi. Hôm nay thì không có ác nào, không có ác ani nào để stream cả các bạn ạ. Anh ở quê hay đang ở Hà Nội? Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Vẫn đang ở Hà Nội, có dám về quê đâu. Các bạn không biết là cái thông báo là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy à? Sao lại về quê tầm này? Mình đang ở Hà Nội thì tốt nhất là cứ ở Hà Nội. Còn nếu tầm này đang ở quê thì tốt nhất là ở nguyên quê, đừng ra Hà Nội nữa. Bao giờ thông báo hết dịch thì bắt đầu đi, bắt đầu di chuyển sau. 2K2 sắp thi, cố gắng ôn. Mặc dù là thời kỳ này học hành hơi khó khăn, các bạn cố gắng là ôn thi nhé. Những bạn nào mà chuẩn bị thi đại học ấy, thi tốt nghiệp với cả thi đại học ấy, bạn cố gắng lên, qua nốt cái đợt khổ này thôi là các bạn sẽ bước vào một đợt khổ mới. Nên các bạn cố gắng lên. Nói đùa chút thôi. Cái học đại học ấy thì là nó sẽ thoải mái hay là khó khăn, nó tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Có những người thì thích học, học chọn đúng được cái ngành mà mình thích thì đi học như đi chơi. Nhưng mà ai mà chọn vào cái ngành mà kiểu như bố mẹ mình ép buộc ấy thì cái việc học nó cảm giác nó bị ép buộc một tí và cảm giác đi học nó không được thoải mái. Hiện tại đang ở chỗ nào nữa? Hiện tại mình đang ở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Anh nhà ở đâu ấy? Anh nhà ở Cầu Giấy. Chào Long nhá, hello em. Hôm nay ít người xem quá, hôm nay có chơi Gunny đâu. Nhà trường bắt học on sao rồi anh? Học on, bắt học on thì học on thôi, có gì đâu. Anh có học đại học không? Có bạn. Trời ơi. Nhưng mà đối với mình không biết là cái mà mình học ấy thì mình có phải thích thật không. Cảm giác mình cái hồi mình học đại học thì mình nửa mình thích nửa mình không. Thế sau rồi mình lại dính vào cái YouTube, tức là cuối cùng thành ra là mình bỏ những cái mình đang học luôn. Mặc dù là ngày xưa là mình học những cái như thế này, mình học cơ khí thì ngành cơ khí nó có một cái là cơ khí thiết kế, là sẽ vẽ những cái chi tiết máy ở trên máy tính ấy. Mình rất là thích vẽ và rất thích những cái kiểu vẽ thiết kế hay là hình họa, cả những cái môn mà kiểu về tưởng tượng hình học các thứ mình rất là thích. Đây cho các bạn xem này, mình còn một cái đây, cái phần mềm SolidWorks này. Ngày xưa mình học chủ yếu là phần mềm này, nó vẽ được ra những cái hình đâu nhỉ, làm sao cho các bạn xem. Chắc là có những bạn nào xem theo dõi kênh mình từ lâu rồi là sẽ biết. Nhà xài 1280 thì làm sao mà học online á. Thế thì nghỉ học thôi. Học gì nữa. Đây các bạn ơi, cái mà mình rất muốn khoe đấy các bạn này này. Không biết là ai đã xem clip này chưa nhở. Vẽ cái bút bi. Đấy là vẽ từng chi tiết ra đây. Mình sẽ xem tua nhanh từng đoạn một, từng phần một. Ồ chào Mẫn nhá, hello em. Đây vẽ những cái hình như thế này này. Đó, xong đến gần cuối là sẽ vẽ ra từng chi tiết một, vẽ vỏ bút này, vẽ lò xo này, vẽ ruột bút với vẽ cái bấm đấy. Đây, vẽ được đến cuối là đến như thế này này. Ngày xưa học cái này mình thích lắm, nhưng mà xong cuối cùng mà dính vào YouTube là mình bỏ luôn, bỏ ngang luôn. Nếu bây giờ mà có chỗ nào mà nó tuyển mình làm cái này là chắc mình cũng sẽ quay lại mình làm đấy. Đây, xong đến cuối cái hình ảnh nó sẽ như thế này. Khi mà lắp ghép vào nó sẽ ra như thế này. Ý. Thế anh học đại học kiến trúc á, nếu mà ngày xưa anh thi kiến trúc thì anh không thi đỗ được. Điểm kiến trúc thì rất là cao. Cảm ơn Toàn nhá. Đây, lúc mà cái này nó gọi là render ấy. Khi mà render ra cái bút như này, các bạn nhìn cái bút này là bút vẽ nhá, không phải là bút mình chụp ở ngoài đâu. Đâu nhờ, mình có cái bút đấy không nhờ. Mình không có bút Thăng Long ở đây, có bút như này. Không nhìn thấy được.
Trước mình vẽ được những cái gì đó nhỉ? Trong này có mỗi hai clip thôi. Cảm ơn Mận nha. Cảm ơn em. Cảm ơn chơi em nhiều. Game kinh dị đi anh. À đây, trong này còn mấy cái hình từ ngày trước nữa này. Nhưng mình không đăng nhiều, ngày xưa vẽ nhiều lắm nhưng mất hết file mấy cái file ấy rồi. Anh chơi bằng máy tính hả anh? Ừ, mình dùng máy tính mà. Chơi Gunny mình cũng chơi trên máy tính mà, để cho nó đỡ bị sao? Back loạt được luôn. Tiếc thế nhở, không cho các bạn xem được cái ảnh đấy. Anh ấy vẽ khẩu AK Transformer của đột kích. Chúng khá là kinh. Sao thế nhở, không loạt được thế nhở? À đây rồi, ok. Và album này. Đây là cái rổ mà mình vẽ trên trên phần mềm ấy luôn này. Đây là rổ vẽ trên phần mềm, chứ không phải chụp cái rổ thật đâu nha các bạn nhé. Đây là khẩu AK Transformer, nhưng cái này thì mình không có render, nó không thêm màu với các thứ được. Khá là tiếc. Hồi đấy chỉ vẽ được cái này là cảm giác mất 2-3 ngày. Bạn trong lead friend Facebook của mình thì có một anh vẽ khủng khiếp lắm. Mà render thứ nó như thật luôn. Mình thì không vẽ được như thế. Cái này, một cái như này chắc ông ấy vẽ mất một ngày. Mình vẽ mất 2-3 ngày. Vẽ được. Học đại học công nghiệp các bạn. Học qua cơ khí đại học công nghiệp. Cái này thì kinh khủng luôn. Sao anh không chuyển sang gaming á? Là sao? Hôm nay như này các bạn ạ, hôm nay là chưa có nick Gunny để chơi, thế nên là mình vào mình livestream, bật livestream lên nói chuyện với các bạn một lúc thôi. Xong rồi mình đang tính là hôm nay sẽ chơi FIFA. Đang tính là thế, không có thể là ngồi nói chuyện một lúc, xem gió một lúc linh tinh một tí xong rồi sao anh lại bỏ nghề thế, làm YouTube có được mấy tiền đâu, nhưng mà ngày xưa thích. Cái đợt đấy làm đang học cái đấy rất là ngon rồi, xong tự nhiên bắt đầu làm mày mò làm clip. Làm clip đâu đây, đầu tiên là làm clip về cái này. À, đâu nhở? Mất bố rồi. Đấy, đầu tiên làm clip trên YouTube là làm về mấy cái mà mình vẽ đấy, mình vẽ được cái gì là mình lại làm clip về mấy cái mình vẽ đấy. Thế xong rồi cảm thấy là cái view nó không cao lắm. Thế là cuối cùng là lúc đấy mình đang chơi Gunny thì mình lại làm clip về Gunny, lại thấy clip về Gunny nó lại cao. Thế là cuối cùng bỏ luôn, không làm clip về mấy cái mình vẽ nữa. Làm luôn clip về Gunny. Thế xong rồi tự nhiên lại các bạn lại xem cũng tương đối là nhiều. Thế là cuối cùng làm luôn clip về Gunny, không làm clip về những cái khác nữa. Thế xong rồi bây giờ thành ra là ngồi livestream như thế này các bạn. Chứ nếu không thì giờ này có thể là mình đang ngồi mình vẽ rồi, chứ không phải là mình ngồi mình nói chuyện linh tinh như thế này nữa. Hello Thúy. Game kinh dị thì chắc là anh không phù hợp với anh. Anh chơi game kinh dị là anh xong anh đập hết máy đấy. Không, từ ngày mai là không có gì để livestream đâu. Ngày xưa livestream kinh dị một buổi thôi đã suýt mất cái camera rồi, suýt mất cái webcam này này, đá bay luôn xuống luôn. Chia sẻ thật. Lê Việt Hải, anh còn bán PUBG Mobile không, lâu lắm mới thấy kênh ông hiện lên rồi. À xem được. PUBG Mobile thì giờ không chơi nữa rồi, nghỉ lâu lắm rồi. Hôm qua mấy ngày trước vừa mới xóa cái PUBG giả lập ở trên máy tính luôn, còn PUBG PC thì vẫn còn. Liên Minh ngày xưa mình có chơi đấu trường chân lý xong rồi một mùa, mùa 1, chơi đấu trường chân lý mùa 1 xong nghỉ. Đấy, ngày xưa chơi Resident Evil ấy. Chơi được có một buổi thì suýt nữa hỏng cái camera, thế là thôi không chơi nữa. Làm vlog đi. Cái này từ từ nhé các bạn nhé. Chắc là khoảng độ 1 tháng nữa mình sẽ bắt đầu làm vlog thôi, các bạn yên tâm. Xem phim cùng anh em cũng được đó anh. Xem phim trên YouTube này là mất kênh đấy các bạn. Chào Phùng Hải nhé. Chào Mạnh Mẫu Mực, thế là có kết bạn trên Facebook rồi. Biết cái tên Mạnh Mẫu Mực là chắc kết bạn trên Facebook rồi. Ngày xưa hồi lớp 12 với cả năm nhất đại học là mình để tên Facebook là Mạnh Mẫu Mực. Hồi đấy Chen để cái tên kiểu nó vân vân kiểu đấy á. Thế xong rồi lên năm 2 thì mình bị mất cái Facebook đấy.
Sau mình lập lại cái Facebook nữa, mình cũng để tên là Mạnh Mẫu Mực. Thế xong rồi được hơn một tháng thì nó bắt mình phải đổi tên lại thành tên đúng, nếu không thì nó khóa nick Facebook lại, thế là để Lê Mạnh. Thế xong rồi sau lập kênh YouTube thì mình lại cũng không dám để Mạnh Mẫu Mực. Mình chả hiểu tại sao nữa. Lẽ ra là cái kênh YouTube này nó phải tên là Mạnh Mẫu Mực đấy. Thế nhưng mà lúc đấy là tên Facebook đang để Mạnh Lê, thế là thôi. Để kênh YouTube cũng là Mạnh Lê luôn. Thế bây giờ ai gọi là Mạnh Lê? Mà chính ra nếu mà để tên Mạnh Mẫu Mực mà xong làm vlog về cái chủ đề gọi là những cái mẫu mực trong đời sống cũng hay đấy. Đúng không? Cái tên này có thể là nó sẽ không nằm trên kênh, nhưng các bạn nhìn thấy cái tên Mạnh này các bạn sẽ nghĩ đến, liên tưởng đến mẫu mực. À đấy, ngày xưa cái, ngoài cái tên Mạnh Mẫu Mực thì mình còn một cái tên nữa là Mạnh Mạnh Mai nữa. Bởi vì ngày xưa body mình rất là đẹp. Ngày xưa mình người dây mà các bạn. Dạy cách nấu cơm, dạy cách ăn cơm này, nấu mẫu mực. Cách nấu ăn mẫu mực, cách chơi game mẫu mực. Đó, cách bán bánh mì mẫu mực phải không? Ô, sau này để tên bánh mì mẫu mực cũng có thể là một ý đấy nhờ, một gợi ý đấy. Hiện tại thì cái tên quán nó vẫn để tên quán cà phê. Còn sau mà kiểu mình mà làm quán riêng thì có thể để tên là bánh mì mẫu mực là cũng hợp lý đấy. Giờ body ra, giờ body lại đẹp rồi. Giờ nó không phải là người dây nữa mà vẫn đẹp. Ngày xưa em người dây mà, ngày xưa gầy lắm. Ngày xưa bị cái hồi cấp 1, cấp 2 lên đến lớp 10 là vẫn kiểu gọi là bị còi đấy. Ngày xưa để tên nick A đấy. Nói mới nhớ, ngày xưa cái nick đột kích đầu tiên mà mình lập ấy, mình để tên là Mạnh Còi GG. Ngày xưa mình chơi với một cái team mà bắn đột kích ngày xưa ấy, là có một anh bạn Tùng là học cùng mình từ hồi cấp 1. Lên cấp 2 thì không chơi, không học cùng lớp nữa, nhưng mà vẫn chơi game cùng nhau. Tùng này, Trường này, thằng Trường đấy là cái thằng rất là bé, nó để tên là Trường Con GG. Còn Tùng béo thì nó để tên là Tùng Béo GG. Còn mình là Mạnh Còi GG đấy, ba cái tên. Hợp lý không? Ngày xưa mình gầy mà, ngày xưa người dây mà. Giọng anh Mạnh khác ngày xưa nghe giọng mình bảo, ngày xưa không như thế này à? Có thể là ngày xưa là thu âm bằng kiểu khác, thế nên nó không như thế này. Ngày xưa giọng mình thì thu qua cái gì nhỉ? Ngày xưa thu qua cái mic của cái tai nghe này. Trước khi thu bằng cái mic tai nghe này là thu bằng mic tai nghe cũ nữa, thì nghe nó còn lệch nữa. Nói chung là hai cái tai nghe đấy thì cái mic nó đều bị lệch. Ngày xưa là giọng nó hơi bị ngạt mũi một tí, bây giờ thì đỡ ngạt mũi hơn một tí rồi. Bởi vì là vốn dĩ giọng mình nói là nó hơi bị kiểu bị ngạt mũi một tí. Thế nhưng mà nó lại còn thêm cái mic nữa. Cái mic nó lại càng làm cái giọng mình nó càng bị ngạt mũi hơn. Đấy, bây giờ thì nó đỡ hơn tí rồi. Anh ơi, event đấu tự do có giới hạn level gì không anh? Cái đấy mình không biết. Về cái event trong game thì các bạn phải hỏi Pet nhá. Đấy, pha kia đúng không? Về quay lại đúng không? It was at this moment he knew. He fucked up. Tớ tới cầm mày bụi. Kinh vãi nổi nha. Tối nay sẽ là một buổi tối khá dài anh em ạ.